Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại, hệ thống lại các kiến thức mà chúng ta đã học ở những tuần vừa qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. ở bài kiểm tra giữa học kỳ 2 chúng ta sẽ ôn tập với các nội dung như sau. Nội dung thứ nhất mà gồm có phần lý thuyết, à phần này sẽ chiếm 5 điểm. À nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng, phần này cũng chiếm 5 điểm. À ở phần lý thuyết cô sẽ tập trung vào à các bài đó là bài 31, 35 và bài 36. Còn phần kỹ năng thì cô sẽ tập trung vào các bài 32, 33 và bài 36. À cụ thể là phần lý thuyết à các em sẽ học cho cô 5 câu hỏi tất cả. À, câu hỏi thứ nhất là nêu vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ vùng Đông Đông Nam Bộ. À, câu hỏi thứ hai đó là nêu vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng sông cửu long, câu hỏi thứ ba là nêu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông cửu long, câu hỏi thứ tư là tình hình phát triển nông nghiệp và à, của vùng đồng bằng sông cửu long và câu hỏi thứ năm là nêu đặc điểm ngành công nghiệp của vùng đồng bằng sông cửu long à, như vậy phần lý thuyết à, các em thấy câu số một à, cô à, chủ yếu là hỏi về bài 31 à đó là phần một la mã của bài 31 vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ vùng Đông Nam Bộ. Ở cái bài này thì các em học kỹ cho cô cái phần vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đông nam bộ các em cần phải nêu được cho cô ba cái đặc điểm thứ nhất là diện tích của vùng thứ hai là phần giới hạn vùng giáp với những cái vùng kinh tế cũng như là với biển hay là với quốc gia nào và đặc điểm thứ ba là với cái vị trí địa lý đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của vùng À, tiếp theo là câu hỏi thứ hai câu hỏi thứ hai là nêu vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng à, đồng bằng sông Cửu Long ở à, câu hỏi thứ hai này cũng tương tự như câu hỏi thứ nhất là các em cần phải nêu được cho cô à, ba đặc điểm thứ nhất là diện tích của vùng à, thứ hai là phần giới hạn của vùng và thứ ba là à, ý nghĩa về vị trí địa lý của vùng đối với việc phát triển kinh tế của vùng à, đồng bằng sông Cửu Long và ở câu à, thứ ba và câu thứ hai, à, hai câu này à, chủ yếu là tập trung vào bài 35. à với câu hỏi thứ ba đó là nêu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng à, đồng bằng sông Cửu Long. À, đây là phần 2 la mã của bài 35 nha các em nhé. À, ở cái câu thứ ba này các em cần phải nêu được cho cô các các đặc điểm à, về tự nhiên của vùng đó là địa hình, khí hậu, sông ngòi, à, đất đai, à, sinh vật mà sinh vật ở đây chủ yếu là về rừng đó các em à, và à, sau khi chúng ta nêu được các cái đặc điểm tự nhiên rồi thì chúng ta cũng nêu à, những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng à, và với những cái à, đặc điểm tự nhiên cũng như là tài nguyên thiên nhiên của vùng mang đến những cái thuận lợi và khó khăn à, cho vùng như thế nào trong cái quá trình phát triển kinh tế của vùng. À tiếp theo đó là câu hỏi số 4, à câu hỏi số 4 này tập trung ở bài 36. À, tình hình phát triển nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở câu 4 này à, các em cần phải nêu được cho cô các cái ý chính đó là đây là một cái vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất của cả nước ta à, các em cần phải nêu được cái phần diện tích cũng như là sản lượng lúa của vùng này luôn chiếm hơn 50% diện tích cũng như là sản lượng lúa cả nước và bình quân lương thực đồng người của vùng này à, thường gấp 2,3 lần so với mức trung bình của cả nước và đây à, là vùng à, cô nhắc lại là trọng điểm lương thực lớn nhất của cả nước có vai trò đảm bảo an ninh lương thực cho vùng cũng như là cho cả nước và vùng này gạo được xem là cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng và chúng ta cần phải nêu được là lúa được trồng nhiều ở những cái tỉnh nào trong vùng đồng bằng sông cửu long ngoài cái sản phẩm lương là cây lương thực là gạo ra thì vùng còn có những cái sản phẩm khác nào à, ví dụ như là à, cây công nghiệp gồm có những cây nào cây ăn quả à, và chăn nuôi à, gồm những vật nuôi nào là chủ yếu à, bên cạnh à, đó thì các em cần phải nêu được cho cô một cái đặc điểm kế tiếp nữa đó là về à, thủy sản à, vùng đồng bằng sông cửu long có tới ba mặt giáp biển, lận. À, do đó vùng này có một cái lợi thế về việc phát triển ngành thủy sản, à, sản lượng thủy sản của vùng này là chiếm hơn 50% sản tổng sản lượng thủy sản của cả nước và các em cũng cần à, nêu cho cô những cái tỉnh nào là những cái tỉnh mà à, khai thác thủy sản cũng như là nuôi trồng thủy sản là nhiều nhất trong vùng. Bên cạnh đó chúng ta còn phải nêu một cái đặc điểm cuối cùng nữa đó là cái nghề rừng, rừng ở vùng này có vai trò như thế nào và được trồng nhiều ở những cái nơi nào trong vùng đồng bằng sông cửu long. Tiếp theo là câu hỏi số 5 câu hỏi số 5 là câu hỏi về cái đặc điểm ngành công nghiệp của vùng đồng bằng sông cửu long đây cũng là một câu hỏi nằm ở bài 36 các em lưu ý là với cái phần lý thuyết phần lớn là cô tập trung ở vùng đồng bằng sông cửu long với cái câu số 5 này thì các em phải nêu được cho cô ba cái đặc điểm thứ nhất là cái ngành công nghiệp của vùng này chiếm tỷ trọng thấp nhất chỉ chiếm khoảng 20% GDP của vùng và các em cần phải nêu được các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng cũng như là các cái trung tâm công nghiệp của vùng đó là Cần Thơ và Long Xuyên như vậy là vừa qua cô đã hệ thống lại các kiến thức về phần lý thuyết cho các em ở phần nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. tiếp theo là chúng ta sẽ ôn tập tiếp cái phần kỹ năng với phần kỹ năng này cô sẽ có hai câu hỏi, à, câu hỏi thứ nhất là đọc tập bản đồ, à, đọc tập bản đồ chúng ta sẽ dựa vào trang 28, 29 của tập bản đồ địa lý lớp 9 để trả lời một trong ba câu hỏi sau đây. À, câu hỏi thứ nhất là hãy kể tên các tỉnh và thành phố của vùng Đông Nam Bộ. Câu hỏi thứ hai là kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ, cho biết trung tâm nào là lớn nhất. Hãy kể tên các ngành công nghiệp thuộc trung tâm công nghiệp đó. Và câu hỏi thứ ba là hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp à, bao gồm à, cây trồng và vật nuôi nào à, là phổ biến trong vùng. Ở phần kỹ năng này là cô tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ. À, câu hỏi thứ nhất, cô sẽ nhắc lại là à, vùng Đông Nam Bộ có tất cả là 6 tỉnh thành nha các em nhé, một thành phố và năm tỉnh đó là à, thành phố Hồ Chí Minh, à, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, à, Đồng Nai và à, Bà Rịa Vũng Tàu. Câu hỏi thứ hai là kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Vùng Đông Nam Bộ à, có 3 trung tâm công nghiệp lớn à, và đó là thành phố Hồ Chí Minh, à, biên hòa. Vũng Tàu, Dĩ An, Thuận An và trong ba, trong bốn trung tâm đó thì cái trung tâm lớn và đa dạng nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh và trong cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì có ít nhất là khoảng 12 ngành công nghiệp trong đó và các em sẽ căn cứ vào trang 28, 29 đối chiếu với trang số 3 của tập bản đồ để chúng ta dò tìm và kể tên các ngành công nghiệp ở trung tâm này. Với câu hỏi thứ ba là hãy kể tên các sản phẩm nông nghiệp bao gồm cây trồng và vật nuôi ở vùng Đông Nam Bộ. Chúng ta lưu ý là trong cái tập bản đồ ở trang số 3 đều có giải thích hết các ký hiệu về cây trồng cũng như là vật nuôi. với cây trồng thì chúng ta phải nêu được à các cây công nghiệp trồng ở vùng Đông Nam Bộ cũng như là cây lương thực và cây ăn quả. Còn về chăn nuôi chúng ta cũng căn cứ vào các ký hiệu trong vùng Đông Nam Bộ để chúng ta trả lời những cái vật nuôi phổ biến ở vùng này. Tiếp theo câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Với phần vẽ biểu đồ cô có hai bài tập. bài tập thứ nhất là bài tập mà ở trang 133 Cô xin lỗi là trang 116 sách giáo khoa với bài tập này chúng ta đã từng làm qua rồi. à Đây là một cái biểu đồ mà chúng ta đã từng vẽ về dân số nông thôn và dân số thành thị của thành phố Hồ Chí Minh qua các năm 95, 2000 và năm 2002. À, cô sẽ hướng dẫn lại một lần nữa bài vẽ biểu đồ này. À, một lần nữa các em à, chú ý, các em xem nhé, à, trước khi chúng ta vẽ biểu đồ thì chúng ta cần phải xem xét cái bảng số liệu, chúng ta sẽ lựa chọn à, con số cao nhất trong bảng số liệu để chúng ta chia cái à, khoảng cách trên cái à, biểu đồ cho nó cân đối, à, cân xứng và chính xác à, ở đây thì chúng ta thấy con số cao nhất là 5.479.000 người. Đây là con số lẻ, cô sẽ làm tròn là 6.000. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ. Trục tung là trục thẳng đứng sẽ thể hiện dân số với đơn vị là nghìn người. Còn trục hoành là thể hiện mốc thời gian là các năm. Ở trục tung chúng ta có thể chia thành 6 đoạn lớn bằng nhau mỗi một đoạn tương ứng là 1.000 hoặc chúng ta có thể chia 12 đoạn nhỏ bằng nhau mỗi một đoạn tương ứng là 500 à, đối với đơn vị là nghìn người à, và chúng đầu tiên là chúng ta sẽ dựa vào số liệu tổng số dân thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta vẽ ba cột à, một cột là năm 1995 một cột 2000 và một cột 2002 à, chúng ta dựa vào số liệu tổng số nha các em nha tổng số dân của thành phố thành phố Hồ Chí Minh qua 3 năm để vẽ ba cột à, sau khi chúng ta vẽ xong ba à, cột rồi thì trong mỗi cột chúng ta sẽ dựa vào số liệu à, số dân nông thôn à, là bao nhiêu số dân thành thị à, là bao nhiêu chúng ta sẽ vẽ một trong mỗi cột là hai thành phần là dân nông thôn và dân thành thị các em lưu ý là à, khi chúng ta vẽ ba à, cột á, thì các em lưu ý khoảng cách giữa các cột À, có nghĩa là à, khoảng cách năm giữa các cột á, à, Sao cho nó phải cân xứng với cái số năm mà người ta cho trong bảng số liệu các em nhé sau khi hoàn tất việc vẽ thì chúng ta sẽ ghi số liệu làm ký hiệu và à, ghi tên biểu đồ thì kết thúc cái phần vẽ à, biểu đồ à, tiếp theo là phần nhận xét À, nhận xét thì chúng ta sẽ căn cứ vào bảng số liệu chúng ta sẽ nhận xét từ năm đầu tiên trong bảng số liệu là năm 1995 đến năm 2002 à, tổng số dân thành phố hồ chí minh có thay đổi qua các năm hay không à, nếu có thay đổi thì nó thay đổi theo chiều hướng như thế nào tăng hay giảm nếu tăng à, hoặc là giảm thì tăng bao nhiêu hoặc là giảm bao nhiêu các em phải tính ra cụ thể à, và các em lưu ý là phải có cái đơn vị các em nhé Tiếp theo đó là bài tập số 2. Bài tập số 2, bài tập này cô cũng đã hướng dẫn trên lớp cho các em và các em cũng đã từng vẽ qua rồi. Đó là bài tập số 3 trong sách giáo khoa ở trang 133. Đây cũng là một cái bài tập vẽ biểu đồ cột. Bài này là thể hiện sản lượng thủy sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm 1995, 2000 và năm 2002. À, các em lưu ý khi nãy là chúng ta vẽ à, biểu đồ ở bài tập 1 là chúng ta vẽ biểu đồ cột chồng, còn với cái bài tập 2 này là chúng ta vẽ biểu đồ cột ghép các em nhé. À, như vậy đầu tiên là chúng ta cũng dựa vào cái bảng số liệu chúng ta sẽ lựa chọn cái con số cao nhất trong bảng số liệu con số cao nhất ở đây là 2.647,4 nghìn tấn chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ à, ở trục tung là trục thẳng đứng sẽ thể hiện giá trị sản lượng thủy sản với đơn vị là nghìn tấn còn trục hoành thể hiện mốc thời gian đó là các năm à, trên trục tung chúng ta có thể chia thành sáu đoạn lớn bằng nhau à, mỗi một đoạn tương ứng là năm trăm nghìn tấn à, và trên trục hoành căn cứ vào bảng số liệu chúng ta vẽ mỗi năm à, sẽ có hai cột liền kề với nhau một cột thể hiện vùng đồng bằng sông cửu long và một cột là thể hiện cả nước à, sau khi chúng ta hoàn tất việc vẽ các cột ở các năm rồi thì chúng ta sẽ ghi số liệu, làm ký hiệu và ghi tên biểu đồ thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần vẽ biểu đồ ở bài tập 2 và cũng tương tự như phần nhận xét của cái bài tập 1 là chúng ta sẽ nhận xét theo mốc thời gian là từ năm đầu tiên trong bảng số liệu cho đến năm cuối cùng của bảng số liệu tức là từ năm 1995 đến năm 2002 sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long có thay đổi hay không và nếu thay đổi thì thay đổi như thế nào chúng ta sẽ dẫn chứng cụ thể ra bằng số liệu à, tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ nhận xét về sản lượng thủy sản của cả nước có thay đổi hay không và thay đổi như thế nào dẫn chứng cụ thể bằng số liệu sau đó chúng ta sẽ so sánh cái sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long qua các năm so với cả nước thì chúng ta thấy qua các năm thì cái sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm khoảng 50% sản lượng thủy sản của cả nước. Như vậy đây là vùng mà có cái ngành thủy sản phát triển nhất ở nước ta. Như vậy là vừa qua cô và các em đã ôn tập... mà về phần lý thuyết và phần kỹ năng mà sắp tới cô sẽ cho các em làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2. Cô mong rằng các em sẽ lắng nghe, ghi chép thật kỹ và ở nhà các em cũng học bài thật kỹ để chúng ta sẽ làm bài thật tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới các em nhé. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.